Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Linh bóng đá 25 tháng 11 nhận định soi kèo Qatar với Senegal 20 giờ ngày 25 tháng 11 treo sầu chủ nhà. Nhận định bóng đá Qatar với Senegal hôm nay 20 giờ ngày 25 tháng 11 giải đua cấp 2022. Dự đoán soi kèo nhà cái Qatar với Senegal chuẩn xác nhất từ chuyên gia. Nhận định bóng đá Qatar với Senegal. Qatar được người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều trong trận khai mạc cua cấp, nhưng kết quả đã không ủng hộ. Đoàn quân huấn luyện viên Felix chơi khi để thua đáng tiếc không hai trước Ecuador. Đồng thời, Qatar cũng là đội chủ nhà đầu tiên để thua tại trận mở màn trong lịch sử, các kỳ giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc để trắng tay trong ngày đầu ra quân là bất lợi rất lớn đối với Qatar, giờ mơ được dự đoán. Còn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi phải đối mặt với Senegal và Hà Lan ở hai lượt trận còn lại. Trong khi đó, Senegal cũng gặp kịch bản tương tự khi nhận thất bại không 2 trước Hà Lan trong trận mở màn. Tuy nhiên, việc để thua trước hạt giống mạnh nhất bản. Hà Lan cũng là điều không quá bất ngờ. Sư tử Teranga vẫn còn nhiều cơ hội sửa sai nếu như họ giành trọn 3 điểm trước Qatar trong trận đấu này. Nên nhớ rằng Senegal sở hữu đội hình cùng đẳng cấp vượt trội hơn so với Qatar. Do đó không khó để đại diện tới từ Châu Phi giành chiến thắng. Thống kê đáng chú ý, Qatar với Senegal, 4 trận gần nhất trên sân nhà của Qatar, có tổng bàn thắng dưới 3 bàn, 7 trên 8 trận gần nhất của Qatar, có bàn thắng trong hiệp 1, 3 trên 4 trận sân nhà gần nhất của Qatar, có tổng bàn thắng chẳng. Qatar chỉ thắng 4 trên 11 trận gần nhất theo châu Á. Senegal ghi bàn ở 12 trên 14 trận gần nhất. Xôi kèo châu Á, Qatar với Senegal. Việc để thua trong trận mở màn khiến Qatar nhận được nhiều sự hoài nghi, do đó đội chủ nhà bị đánh giá thấp hơn với kèo chấp 3 phần tư không. Trong khi đó, Senegal dù thiếu đi ngôi sao sáng giá là Sadio Man nhưng nhìn chung lực lượng của họ vẫn được đánh giá vượt trội hơn nhiều so với Qatar. Với đẳng cấp của nhà vô địch châu Phi, Senegal sẽ là lựa chọn an toàn hơn. Lựa chọn Senegal âm 3 phần 4 sôi kèo tài xỉu Qatar với Senegal. Tỷ lệ tài xỉu được ấn định ở mốc 2 1 phần 4 bàn. Trong trận mở màn vừa qua, Qatar và Senegal đều cho thấy sự bế tắc trên hàng công khi không thể mang về bàn thắng nào. Ngoài ra, cả hai đội đều đang rất khắc điểm, nên việc thi đấu cẩn trọng và chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu. Lựa chọn xỉu 2 1 phần 4, đội hình ra sân dự kiến Qatar với Senegal. Qatar, Ansip, Ahmed, Hassan, Khu Khi, al Pedro Mizu, Hatem, Budip, Al-Haydod, Afa, Ahmed Ali, Senegal, Mendy, b a l l Toure, d Koulibaly, Sabali, Way, Sa, Mendy, Diata, Sa, Dia. Dự đoán kết quả tỷ số Qatar thua Senegal. 1 2. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.